Rồi, mình làm lại cái phần lệnh nhận xuất anh ơi. Lệnh nhận xuất, trước khi lệnh nhận xuất thì mình phải có đầy đủ các item và BOM và routing ha. Đây, item là mã, là các mã sao, mã thành phẩm, mã nguyên vật liệu và mã bán thành phẩm và BOM là những cái nguyên vật liệu cấu thành cho cái thành phẩm bán phẩm đó và các công đoạn ha, có đủ này trước. Sau khi chuẩn bị xong phần đó, mình mới qua vô production, work order, và sau đó mình mới new đó, new origin, rồi new mình sản xuất cái gì, tab rồi sản xuất cái thành phẩm này đi. Phẩm này số lượng bao nhiêu, số lượng là sản xuất 100 cái nha. Rồi sản xuất 100 cái, rồi ép vô nó báo mua lỗi thì mình coi đây. À, đây mình chưa chọn warehouse nè, sản xuất xong đưa vô warehouse nào. À, đây. À. Rồi rồi có cái lệnh nhận xuất số 2, nhận xuất số 1 là mũi rồi hiện đó. Đây nó sẽ ra cho mình đây. Đó, như vậy thì khi mà lên lệnh sản xuất là như là tạo lệnh sản xuất đây thì mình sẽ in ra cái lệnh sản xuất này. Đây cái nút in nè. In chỉ biểu. Ok. No, no, này quá. Review. Book order. Order window. Đây chưa có hình phần hình nè. Nó ra đây. Đó, sản xuất công đoạn. Đó, giờ mình muốn sản xuất cái bán thành phẩm cũng vậy. Cái này hiện tại bán thành phẩm là có rồi nha. Có rồi thì mình sản xuất được thành phẩm này. Nếu mà bán thành phẩm mà thiếu thì mình sẽ lên lệnh sản xuất cho cái bán thành phẩm này luôn. Đó, new một cái work order, tiếp tục new một cái work order nha. Order, rồi sau đó new origin, sản xuất xem cái bán thành phẩm rồi. New. Rồi, sản xuất 100 cái. External attended, tôi chọn là tôi vô coi đâu bác luôn. S. Đó, mình có hai lệnh sản xuất ha, sản xuất cái tâm gì, sản xuất bán sản phẩm này, đây là sản xuất bán sản phẩm này. Đó. Muốn in á, muốn in này thì đem xuống sửa bấm ring, review, ring, ok. Sẽ in cho mình. Một order. Ở đây muốn sản xuất cái này thì cần nó có thêm là một đây để biết công đoạn và bao nhiêu cái, số lượng bao nhiêu cái, thời gian. Thời gian chạy cái máy này nè, bao nhiêu. Mình sản xuất đúng, mình nhập cái đầu vào đúng là đưa xuống xưởng sẽ đúng ha. Sản xuất cái này, nhập kho xong quay ra sản xuất cái này nhập kho thì sẽ có cái bán sản phẩm này để mình tồn kho để mình sản xuất tiếp cái
cái thành phẩm này. À, in thì mình thích phải vô đây, in, review, đúng, in, in hai lệnh này đem gửi xuống xưởng nào đó sản xuất rồi họ sẽ nhìn theo cái nguyên vật liệu và cái bước làm đây máy 1, máy 2, máy 3 gì đó lên họ sợ họ chạy theo đúng từng công đoạn ha. Ừ, dù muốn xóa cái lệnh năng suất ở đây, chúng ta mình cũng không thích, nó không xóa. Thì đây delete, delete order, delete ở đây yes xóa. Đó, xóa đi luôn nha. Rồi sau này mình nhiều mình có thể search theo mã ở đây, ví dụ muốn hiện là không số 2 thì mình sẽ hiện là mình số 2, số 3, số 3 chuyển hết thì mình nộp bể trống tab nha, search sao theo gì đó đây. Đó là cái về cái phần mới biết lệnh chứng xuất cái nào ở trong cái phần production hoặc order ở đây nè ha. Đó là tạo lệnh chứng xuất nha.